Phật ấy có vô lượng công đức như vậy. Nếu Phật muốn nói Pháp thì trước hết phóng ánh sáng. Thấy ánh sáng ấy, các chúng Bồ Tát biết Đức Thế Tôn sắp nói Pháp, liền cùng nhau đến nghe. Khi ấy, chư thiên trải tòa sư tử cho Phật. Tòa ấy cao rộng 100 do tuần, trang nghiêm bằng đủ loại cúng dường vô lượng. Đức Thế Tôn thăng tòa vì chúng mà thuyết Pháp. Các Bồ Tát ấy lợi căn thông minh, nghe qua một lần là lãnh hội, lìa ra ngã và ngã sở. Khi ứng niệm thì các vật dụng, đồ ăn thức uống liền đến. Lúc Phật nói Pháp thọ ký tối thắng, thì 5 vạn trời người thân tâm vui vẻ, cùng phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, đều nguyện đời vị lai sanh cõi Phật ấy. Nghe Phật nói vậy, tối thắng vô cùng vui mừng, phấn khởi, không sao tả được, bay lên hư không khoảng 7 cây đa la, 3000 cõi, biến động 6 cách, kỹ nhạc chư thiên không đánh tự kêu, tán giải các loại hoa trời cúng dường Phật, Đại Bồ Tát và Thiên Vương tối thắng. Sau đó Thiên Vương tối thắng từ hư không bay xuống đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi một bên.